Năm 1984, thế giới có những biến động lớn, tác động mạnh mẽ đến nước ta. Tình trạng bao vây cấm vận gây khó khăn trong việc phát triển kinh tế và đối ngoại. Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước, giảm dần viện trợ. Chiến tranh biên giới phía Bắc vẫn diễn ra khốc liệt và căng thẳng, gây nhiều thiệt hại cho chúng ta. Trong nước, nền kinh tế còn trì trệ, cơ chế hành chính quan liêu bao cấp. Hầu như các tỉnh thành trên cả nước, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ vẫn lần mò tìm hướng đi, cơ chế quản lý mới. Trước tình hình đó, chúng ta rất cần sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo có tư duy đổi mới. Năm 1984, Tổng Bí thư Lê Duẩn làm việc với tỉnh Lâm Đồng. Đây là một tỉnh có rất nhiều mô hình sáng tạo trong cách làm ăn mới của đồng bào dân tộc ở khu vực Tây Nguyên. Những chuyến đi thực tế đã giúp cho Tổng Bí thư Lê Duẩn thấy được cách làm mới ở dưới địa phương để làm tiền đề cho chính sách phát triển mô hình kinh tế những năm sau này. Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định, Đảng và Nhà nước ta đã có những cố gắng to lớn khắc phục một bước cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và xúc tiến việc hoàn chỉnh cơ chế quản lý mới nhằm thực hiện đúng những nguyên tắc về quản lý kinh tế, vừa bảo đảm sự tập trung thống nhất quản lý của Trung ương, vừa mở rộng và phát huy quyền chủ động sáng tạo của các cơ sở, các địa phương, các ngành trong sản xuất kinh doanh, thực hiện quyền làm chủ tập thể của quần chúng lao động, khuyến khích mạnh mẽ tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Ta đều thấy ở đồng chí Lê Duẩn cái hình ảnh của một đồng chí Tổng Bí thư, một đồng chí lãnh đạo đứng đầu của Đảng là có cái tư duy về đổi mới rất sớm, và đồng chí ấy cũng là một cái tiêu biểu của cái tinh thần đổi mới. Cùng với đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã nhận thức về đổi mới có tính quyết liệt hơn những năm trước đây. Sau chuyến đi tìm hiểu thực tế tại các địa phương và trực tiếp về quê hương, đồng chí Trường Chinh đã được bà con phản ánh về cách làm cơ chế khoán mang lại hiệu quả cho họ. Từ đó đồng chí đã có thay đổi lớn về tư duy kinh tế. Tư duy đổi mới tại Hội nghị Trung ương 6, khóa 5, đồng chí Trường Chinh thể hiện rõ quan điểm của Đảng khi đồng chí đọc một báo cáo nhấn mạnh mô hình kinh tế hiện hành là phi kinh tế, không thể chấp nhận được, và yêu cầu thừa nhận sự tồn tại khách quan của giá thị trường. Tư duy đổi mới của Hội nghị Trung ương 6 khóa 5 đã thống nhất cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào tháng 7 năm 1984, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 5, Đảng quyết định bước đột phá thứ ba, bước đột phá toàn diện và tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước bước vào giai đoạn mới, bất chấp những tư tưởng trái chiều. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 đã đưa ra phương hướng và yêu cầu chủ yếu của việc cải tiến quản lý kinh tế trong thời gian tới. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tính chủ động, sáng tạo và mọi khả năng của các cơ sở, tổ chức lại sản xuất, từng bước xây dựng cơ chế quản lý mới, giải quyết một số vấn đề cấp bách về phân phối, lưu thông. Bước đột phá toàn diện về phát triển kinh tế tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 5 được thể hiện qua nhiều chính sách phù hợp, nhưng rõ hơn cả, đó là chính sách về phân phối lưu thông. Năm 1984, trị giá hàng hóa của các địa phương điều về Trung ương tăng 177,2% so với năm 1983, có tổng trị giá lên đến 29.275.211 đồng. Trong đó các tỉnh phía Bắc, trị giá hàng hóa lưu thông là 7.510.279 đồng, tăng 184,3% so với năm 1983. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau quả, vải, sợi đều tăng mạnh so với năm 1983. Có thể nói những tư duy đổi mới của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta sau những chuyến đi thực tế ở cơ sở
đã dần dần định hình cách nhìn nhận cần phải có cơ chế quản lý mới trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 1984, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã ra hai nghị quyết số 156-HDBT và 166-HDBT về sắp xếp và cải tiến quản lý ngành công nghiệp quốc doanh cho phù hợp. Đây là hai nghị quyết có tính chất chỉ đạo quyết liệt đổi mới về cơ chế quản lý trong lĩnh vực công nghiệp và cải tiến xây dựng cơ bản của các ngành có tính chuyên môn hóa cao, để phù hợp với sự phát triển nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế cho các lĩnh vực trọng yếu của đất nước. Ngày 15 tháng 2 năm 1984, chỉ thị số 64CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa. Mọi ngành, mọi đơn vị, mọi người đều đạt năng suất lao động cao, sản xuất và công tác có chất lượng và hiệu quả cao. Thực hiện đầy đủ 4 chế độ: chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Trong sản xuất và xây dựng, cần đề cao việc tuân thủ các quy định quy phạm, thực hiện tiêu chuẩn định mức, coi trọng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, phát huy tinh thần chủ động để phát triển sản xuất, vận dụng tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Quản lý và sử dụng tốt lao động và cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao không ngừng chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế, làm tròn nghĩa vụ giao nộp sản phẩm và nộp lãi cho nhà nước. Đối với phân phối lưu thông, phải làm tốt công tác thu mua, nắm tiền, nắm hàng, quản lý thị trường giá cả, phát triển thương nghiệp quốc doanh và dịch vụ, quản lý tốt hàng hóa, phân phối hàng đúng đối tượng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thái độ phục vụ văn minh lịch sự. Qua phong trào thi đua được phát động khắp nơi trên cả nước, trên tất cả các lĩnh vực đã có kết quả tăng trưởng so với năm trước, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, nông lâm nghiệp, khai thác thủy hải sản. Nông nghiệp, sản xuất lương thực vụ đông xuân và hè thu tăng hơn 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm 1983. Diện tích cây công nghiệp đạt 100% kế hoạch. Chăn nuôi vượt kế hoạch đạt 101% năm, nhất là chăn nuôi gia đình tăng mạnh. Sản lượng cá khai thác ở biển đạt 102,7% kế hoạch và tăng 6,3% so với năm 1983. Năm 1984 cũng là năm đất nước gặp thiên tai nặng nề nhất kể từ sau ngày giải phóng. Thiên tai xảy ra ở cả ba miền: trận lụt ở Nam Bộ, nước rút chậm, ngập kéo dài, gió xoáy ở miền Trung và úng lụt ở đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với đó, khí hậu bất thường, rét đậm kéo dài và sâu bệnh tràn lan đã gây ra thiệt hại nặng nề, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân ta. Thiên tai đã làm thiệt hại khoảng 60 đến 70 vạn tấn vụ mùa, 17 vạn tấn lúa chiêm bị mất, hơn 100 công trình đê điều hư hỏng nặng, hơn 2.500 ngôi nhà bị phá hủy, đặc biệt khu vực Bình Trị Thiên bị hư hại nặng nề. Có thể nói những tư duy đổi mới của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng đã dần dần định hình cách nhìn nhận cần phải có cơ chế quản lý mới trên nhiều lĩnh vực. Nghị quyết số 18 NQTU ngày 12 tháng 7 1984 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 về những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế đã nêu rõ: tập trung những điều kiện sản xuất trong nước, tích cực huy động các khả năng nhập khẩu, triệt để tiết kiệm, trước hết là tiết kiệm điện, xăng dầu, than, nguyên liệu để sản xuất những sản phẩm trọng yếu nhất, ưu tiên cho những cơ sở quốc doanh quan trọng có điều kiện sản xuất ổn định, hiệu quả kinh tế cao nhất. Ngành công nghiệp tập trung giải quyết đồng bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, cải tiến quản lý và bảo đảm đời sống cho công nhân ngành than. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ bản các mỏ than Mông Dương, Khe Tràm, Tân Lập và một số công trường của mỏ than Vàng Danh, Mạo Khê. Tiếp tục mở rộng các mỏ Cao Sơn, Núi Béo,
do Liên Xô đang giúp đỡ tại tỉnh Quảng Ninh, bảo đảm khối lượng bốc đất đá, chuẩn bị tốt khai trường cho những năm sau. Năm 1984, Tổng cục Dầu khí Việt Nam tiếp tục công tác tìm kiếm thăm dò, xác định trữ lượng khí đốt ở đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Thái Bình, nhằm tìm thêm nguồn năng lượng mới ở miền Bắc Tổ quốc. Cũng thời gian này, Việt Nam đang triển khai chương trình hợp tác dầu khí với Liên Xô, lập quy hoạch tổng thể về phát triển công nghiệp dầu khí ở khu vực Vũng Tàu. Tháng 5 1984, dòng dầu đầu tiên được tìm thấy tại thềm lục địa Việt Nam. Ngày 3 tháng 6 1984, lễ mừng dòng dầu được tổ chức tại Vũng Tàu qua sự phát triển giữa Tổng cục Dầu khí Việt Nam và Bộ Công nghiệp khí Liên Xô. Theo tôi, tình hữu nghị thực sự giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam là tình cảm chân thành, sự tôn trọng lẫn nhau, biểu tượng của sự hợp tác hiệu quả giữa Nga và Việt Nam là nhà máy thủy điện Hòa Bình, xí nghiệp liên doanh về thăm dò và khai thác dầu khí, cùng nhiều công trình khác đang góp phần tăng cường tiềm lực công nghiệp của Việt Nam. Các tờ báo in, thông tấn, phát thanh, truyền hình đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện các mô hình kinh tế mới của các doanh nghiệp, tổ sản xuất, phản ánh những cơ chế chính sách khi triển khai trên thực tế chưa phù hợp, đồng thời lên án những tệ quan liêu cửa quyền lúc bấy giờ. Văn học nghệ thuật là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội. Một cách nhìn mới của văn học nghệ thuật đang được công chúng đón nhận trước nhận thức về đổi mới. Vở diễn Tôi và Chúng Ta của Lưu Quang Vũ, nội dung phản ánh không thể giữ mãi các nguyên tắc phương pháp của thời cũ trước sự chuyển biến sinh động của cuộc sống mới. Những tác phẩm của Lưu Quang Vũ và một số tác phẩm khác thời kỳ này đã góp phần tạo nên diện mạo một nền văn học báo chí và sân khấu thời kỳ đổi mới, dám nhìn thẳng vào sự thật, trong đó có những tác phẩm có sức sống vượt thời gian. Nhà báo Michael Blanchard, nguyên trưởng văn phòng AFP tại Hà Nội từ những năm 1980, ông chia sẻ: đây là thời kỳ Việt Nam đang thực hiện những chính sách đổi mới. Phóng viên của AFP có trách nhiệm là cung cấp thông tin đầy đủ nhất có thể về tất cả các mặt của cuộc sống tại Việt Nam lúc bấy giờ. Đó là những trải nghiệm thú vị đối với tôi. Chứng kiến sự đổi thay về thời sự, chính trị, kinh tế, phản ánh chân thực cuộc sống xã hội của nhân dân Việt Nam, những thông tin từ AFP đưa về đã được rất nhiều báo trên thế giới lấy lại thông tin, cho thấy sự quan tâm của thế giới đến Việt Nam lúc bấy giờ là rất lớn. Để đánh giá những thành quả của các lực lượng cán bộ làm nghiên cứu khoa học và giảng dạy, đã có những công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho đất nước trong những năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 5. Ngày 28 tháng 5 năm 1984, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng công nhận chức vụ khoa học giáo sư cho 117 cán bộ và phó giáo sư, cùng với 898 cán bộ làm công tác giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học. Trong năm 1984, Ủy ban Văn hóa và Giáo dục thực hiện cải cách giáo dục với những nội dung là quy mô phát triển giáo dục phổ cập cấp 1 và tiếp tục xóa nạn mù chữ tại các nơi vùng sâu vùng xa. Các trường học trên cả nước đang áp dụng hệ giáo dục 12 năm. Điểm nổi bật nhất trong thời kỳ này là phát triển giáo dục phổ thông đại trà đến tận các cụm dân cư, thôn, làng, mỗi xã phường đều có trường phổ thông cấp 1 hoặc trường phổ thông cấp 1-2, kể cả giáo dục mầm non. Bên cạnh đó,
tập trung công tác bổ túc văn hóa và xóa mù chữ trong độ tuổi. Mỗi huyện, thị xã có trường bổ túc văn hóa cho cán bộ cơ sở, còn ở tỉnh có trường bổ túc công nông dạy văn hóa cho đối tượng cán bộ cấp huyện và các ngành của tỉnh. Nhằm chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt nói chung và đặc biệt thuật ngữ của các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật là một công việc rất quan trọng, có tính chất cấp thiết. Ngày 5 tháng 3 năm 1984, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình đã ký quyết định số 240/QĐ về chính tả tiếng Việt và thuật ngữ tiếng Việt để áp dụng cho các sách giáo khoa, báo và văn bản của ngành giáo dục. Trên lĩnh vực cải cách giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, làm tốt công tác hướng nghiệp, tuyển sinh, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm 1984, dù đất nước kinh tế khó khăn, các trang thiết bị y tế hầu hết được viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng việc khám chữa bệnh cho người dân gần như được bao cấp. Mạng lưới y tế được trang bị từ tỉnh xuống cấp phường xã, thôn xóm để phục vụ nhân dân. Ngày 2 tháng 4 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ra nghị quyết số 55/HĐBT về công tác y tế trong thời gian trước mắt. Nghị quyết đánh giá một số kết quả, biểu dương thành tích của ngành y tế, nêu rõ công tác phát hiện và ngăn chặn một số dịch bệnh đã được thực hiện có hiệu quả. Ngành dược đã có nhiều cố gắng khai thác nguồn dược liệu trong nước, củng cố mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở, cải tiến tổ chức và hoạt động của bộ máy ở huyện, tỉnh phù hợp với đặc điểm của từng vùng. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch để hạ thấp tỷ lệ tăng dân số, xây dựng phong trào thực hiện nếp sống mới, lối sống mới, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm. Nâng cao chất lượng chữa bệnh, phòng bệnh và tinh thần phục vụ người bệnh. Nghị quyết số 23/NQ-TU ngày 20 tháng 12, 1984, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 về công tác xây dựng huyện, tăng cường cấp huyện, đó là phải xây dựng cho được cơ cấu kinh tế ở cấp huyện theo mô hình công, nông nghiệp hoặc nông, ngư, công nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện. Tập trung phát triển các hợp tác xã có đồng bào là người dân tộc, từng bước đi lên theo hướng sản xuất xã hội chủ nghĩa. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng thế trận của chiến tranh nhân dân, tổ chức lực lượng lao động sản xuất đồng thời là lực lượng quốc phòng, bảo đảm chiến đấu và hậu cần tại chỗ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội. Nghị quyết số 23/NQ-TU khẳng định, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ nghiêm kỷ luật, đoàn kết quân dân, nâng cao cảnh giác, giữ vững trật tự an ninh xã hội, đấu tranh thủ đoạn phá hoại của địch. Năm 1984, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trên mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên đang diễn ra với mức độ khốc liệt. Đằng sau cuộc sống và hoạt động sản xuất phát triển kinh tế của người dân, không khí chiến tranh vẫn bao trùm toàn tỉnh Hà Tuyên. Trường Phổ thông Trung học Lê Hồng Phong, thị xã Hà Giang. Ngoài việc ôn thi cuối năm học năm 1984 cho các em học sinh tốt nghiệp cấp 3, thầy trò vẫn phải tập trung vào việc đào hầm hào để phòng những đợt pháo kích có thể bất thình lình dội xuống ngôi trường. Tháng 4 1984, Sư đoàn 40 thuộc Quân đoàn 14 của Trung Quốc vượt biên giới theo bờ Tây sông Lô vào Việt Nam. Những ngày này, mặt trận Hà Tuyên vô cùng ác liệt,
Trung Quốc tiến hành đợt pháo kích vào huyện Vị Xuyên và huyện Thanh Thủy. Tỉnh Hà Tuyên phải hứng chịu nhiều đợt pháo kích với hàng chục vạn đạn pháo các loại của Trung Quốc đã tàn phá toàn bộ khu vực dân cư. Đỉnh điểm là cuộc pháo kích vào lúc 5 giờ sáng ngày 28 tháng 4 1984 lên các điểm cao 1545, 1509, 685, 772, 1030, 400 và một số cao điểm khác ở Vị Xuyên và huyện Thanh Thủy. Từ tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 1984, chúng ta đã tổ chức phản công quyết tâm giành lại các cao điểm Trung Quốc chiếm đóng. Các cuộc chiến ác liệt dưới sức ép của đạn pháo và hỏa lực dày đặc của địch. Trước mỗi trận đánh bảo vệ từng thước đất thiêng liêng của Tổ quốc, các chiến sĩ trẻ viết quyết tâm thư đầy nhiệt huyết, nguyện chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Với ý chí anh dũng kiên cường, quyết tâm cao, sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử, sông Nho Quế gầm lên thành bão sóng, súng trả lời với súng, xác quân thù chồng chất biên cương. Đây là cuộc chiến đấu thể hiện tinh thần kiên cường dũng cảm của các chiến sĩ trẻ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 1984 khép lại, nền kinh tế nước ta vẫn đứng trước những khó khăn như lương thực, năng lượng, ngoại tệ, vật tư, tài chính, cơ cấu kinh tế chưa có chuyển biến đáng kể, cơ chế quản lý mới hình thành chưa rõ rệt, tổ chức và quản lý sản xuất chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ. Biên giới Hà Tuyên và các tỉnh phía Bắc phải đối diện với những trận chiến đấu khốc liệt. Đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn có được những dấu mốc phát triển đáng ghi nhận từ các nhà máy, xí nghiệp, các công trình công nghiệp, công trình trọng điểm quốc gia. Văn hóa, y tế, giáo dục có sự thay đổi mạnh. Đảng và nhà nước đã quan tâm thay đổi những chính sách phù hợp, tạo tiền đề cho năm 1985 có những bước phát triển mới.